Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo về tình hình triển khai thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đại diện lãnh đạo một số bộ ngành cơ quan trung ương. Cuộc họp được truyền trực tuyến đến trụ sở Ủy ban Nhân dân 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng của các dự án thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến phố nối đang dần về đích. Hiện các đơn vị đang trực tiếp điều hành các công việc thi công trên công trường, chỉ đạo ban quản lý dự án, tư vấn và các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực khẩn trương thi công các công việc còn lại đối với 3 dự án Nam Định 1, phố nối Quảng Trạch Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu Thanh Hóa. Công việc giai đoạn này của các dự án là lắp dựng cột và kéo dây với đặc thù là phải làm việc liên tục trên cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thời điểm tháng 5, tháng 6 và tháng 7 vừa qua, thời tiết miền Bắc chịu mưa nắng thất thường. Tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa liên tục nắng nóng gay gắt cùng với gió Lào khô rát. Hàng ngày có gió lớn từ 3 đến 7 tiếng. Ngoài ra còn xuất hiện dông sét. Nên nhiều thời điểm phải dừng thi công để đảm bảo an toàn cho thiết bị và người lao động. Cùng với đó, trong quá trình thi công, hiện các đơn vị đang gặp khó khăn về nhân lực dựng cột, kéo dây, cung cấp cột thép còn thiếu đồng bộ. Sau khi lắng nghe báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các bộ ngành liên quan và 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, dự án DZ 500kV mạch 3 Quảng Trạch phố nối thông thường phải mất 3-4 năm, nhưng với cách làm mới, tư duy mới, cách lãnh đạo điều hành mới thì rút ngắn thời gian còn hơn 6 tháng. Ba tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa chiếm 70% đường dây đi qua là túi mưa trào lửa. Đường dây 500 kV lại hai mạch gồm 24 dây, chiều dài hơn 1.000 km, thi công ở địa hình đồi núi treo leo, hiểm trở, có những cột cao hơn 200 mét. Với sự quyết tâm của EVN và với tinh thần 3K4 kíp, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, làm việc xuyên ngày Tết, ngày lễ của các đơn vị thi công, đến nay các dự án cơ bản đang đẩy nhanh tiến độ để về đích. Thì cái thứ nhất là các đồng chí Tập đoàn Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện của chúng ta, các đồng chí xây dựng cái đường găng tiến độ của công việc này còn lại nó để xong vào trước ngày 19 tháng 8. Song song với đó là chúng ta làm cái công tác vệ sinh môi trường, nó trả lại các cái đường hậu cần, các cái đường mà chúng ta mượn để triển khai để vận chuyển trang thiết bị vân vân. Cái vấn đề thứ ba là chúng ta phải chuẩn bị cho cái việc nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật. Cái vấn đề thứ tư là phải thần tốc hơn nữa mọi việc. Thứ năm là phải hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa các lực lượng, giữa các cái cấp các ngành với nhau trên công trường. Cùng với đó phải đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, vệ sinh an toàn, quyết tâm vượt khó để tháo gỡ các khó khăn còn lại. Thủ tướng cũng đề nghị cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để tạo động lực, tạo niềm tin, tạo khí thế, truyền cảm hứng cho nhân dân, các lực lượng mặt trận tổ quốc, thanh niên, phụ nữ, công an, quân đội chung tay góp sức để đẩy nhanh tiến độ. Thực hiện những phần việc còn lại của công trình, các nhà thầu phải thuê các nhà thầu phụ địa phương để xoay chuyển tình hình. Lưu ý lãnh đạo tỉnh không để ban quản lý, nhà thầu, kỹ sư, công nhân cô đơn trên công trình, mà phải hỗ trợ về điều kiện vật chất, ăn ở, để công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên về đích đúng tiến độ đề ra.